đông người không? Thế gặp xếp ở cửa hàng là toàn là vỏ, toàn là ấy thôi, không thể mà chạy được. Với cái tủ lạnh em cứ tưởng là nó dàn đồng ở trong, em định cũng là không, chẳng có cái gì không. Nếu mà con đấy lấy được mỗi cái răng với lại cái cánh cửa. Không. Nó cứ tự chuyển đến chỗ này không có gì. Là đường. dần đi là ông chẳng đi sang lại, sơn ở đấy rồi. Đề này,
chơi trong khoảng hết mà. Chúng khi mà bay thì là bỏ chú. Kinh doanh nhà là lần đấy. Các bạn lớn rồi nói thôi. Đấy thằng kết tách. Kết rồi. Nói thì kết rồi. Nói thì kết rồi. Nói còn đáng là có thể kết rồi. Nói thế là không được đất. Kết dẫn tác. Thạch bồ. Mình. Đấy. Lạc cái đất. Đất nhà nước nhà. Kiếm luôn. À, nó đầu tư cả một hệ thống không phải đơn giản đâu. Có điện thoại, thời gian tập, phụ trang thời gian tập. Có gì đây? Phát hiện ra là cái vấn đề nó nằm ở đâu rồi? Ngay nó ra cái máy lọc nước đấy nhỉ? Nó ra đến 30 triệu nó mọi đường chỉ là quá hết, nó đầy chất lượng nó không hòa đấy. Tiếp theo chuẩn bị vào điện máy này, là mặt bằng dưới là điện máy ấy. Kết quả là cái điện máy canh này nó không quá nó còn dự án mà lâu sau này nó tiếp tục nhiều nó phải thay đổi những cái xây dựng nuôi sống như này nên công không thiếu chủ nhà sống con một người chỉ như thôi. Cầm tiền lưu hành có giá trị, còn nếu mà lấy đấy thì cầm giá trị.
ra tiền. Cái nhà mày thương. Cái này thì dọn bố đi để ở đây để quay. Để tiếp này thì sáng rồi đưa xong rồi này. Được rồi. Đấy. Cho chú thể. Nó đang bảo là
không đạt đời em bảo thế con món này sao thích còn anh từng nghe vô sơ chứ chưa nhận khi đang ra là ăn bữa kia đến tối em hỏi thế con ăn món này không Thank you.
đấy các bạn đang đợi xem.
Thank you.